Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì ở đây nó đang xem các cái cục op để ra được Winter Sun và Winter Month. Hôm qua mình đã có xem rồi. Ở đây có cả Winter Star và có cả Winter Comet cả, ngon. Để xem nào, Winter Comet sẽ có 5 cục trong này. Và mình không biết đã đủ cái để triệu hồi ra Winter chưa, Winter Comet hay chưa, để ta xem. Chưa đủ anh em ạ. Winter Comet, Winter. Đây, Winter Comet thì còn thiếu đủ ấy, con này đủ anh em. Rồi mình sẽ bắt đầu triệu hồi ra thôi, quả trứng này. Triệu hồi ra luôn nha. Đó, quả trứng này trông khá đẹp. Winter Star thì còn thiếu 10 mảnh nữa thôi là cho sẽ phải triệu hồi được con Winter Star nha. Trên này thì nó đang có like giống về cái gì đây? Wow, lắm like giống thế. Chúng ta sẽ có Winter Sun này. Winter Sun, cái này chưa ra. Oni, con gì đây? Con Ifrit à? Ifrit Dragon Winter Month kết hợp với Ifrit. Mấy con này thì nó chưa ra anh em ạ. Những con này chưa ra nha. Được rồi, mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Mình thì đang ở lap 5 và nốt 4. Anh em thì đang ở lap mấy? Mình sẽ đi lấy thêm food và sẽ cho thú ăn. Đây, lấy food hết trong này đi. Mình thiếu bao nhiêu cục food nữa nhỉ? Để xem nào. Chúng ta còn thiếu một cục food và 3 lần cho thú ăn nữa là sẽ xong. Cái con này thì nó level 6 này. Mình cần phải cho nó ăn thêm khoảng 3-4 lần nữa. 1, 2, 3. Xem nào. 1 này, 2 này và 3 này. Đủ đấy. Và chúng ta xem có anh em online thì phải. Hình như anh em đang online. Hello anh em, mấy bạn này đua nhanh thế. Mà có một bạn thì đang mới lên lap 9, còn một bạn thì lap 12 rồi. Wow, quá nhanh luôn. Mình thì mình mới có lap gần đến lap 6. Chúng ta sẽ cần lấy thêm một cục thức ăn nữa là xong. Thiếu đúng một cục thôi. Đấy, đủ đấy anh em ạ. Chúng ta sang đến cái nốt thứ 5 nha. Đây nốt 5 này. Và chúng ta sẽ cần, wow, Breeding Dragon. Đậu xanh đó. Cái này Breeding rất là lâu. Và mình có thể thử free spin này. Nhưng đâu chúng ta sẽ hoàn thành luôn một cái nốt này thì sao? À, một cái lap này thì sao? Hai cái, hai cái cũng được. Cái kia tí đã hoàn thành xong hết kìa. Hai cái cây cũng khá là ngon đấy. Không đỡ quá tệ đúng không? Chúng ta sắp lên lap 6 anh em ạ. Và mình vẫn đang đứng thứ 5 thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ đi lấy, chắc sẽ lấy vàng thôi. Cũng không để làm gì nữa rồi. Chúng ta sẽ lấy vàng nha. Tất cả vàng có thể trong này. Mình có nên up thêm cái con gì trong này không nhỉ? Hình như chúng ta cũng không có rồng mới thì phải. Để xem nào, chúng ta có rồng mới không? Có Star, cũng có Flame này, con Twister cũ rồi. Caribbean không có, Striking, Gigantic, Slamander. À đúng rồi, mình có mấy cái chest này, dùng luôn. Mình sẽ mở cái chest ra xem trong này nó có gì nhá. Primer Token, ok. Mấy cái token này rất là nhiều. Cái token này dùng để nâng cấp lên cấp độ tối đa đây. 2,32k. What? Lắm thế. Silver chest, mình có tận 80 silver chest cơ. Nhiều thế. Cho toàn token thôi anh em ạ, không có gì nhiều cả. Rồi mình sẽ vào và tiếp tục chiến đấu thôi. Hôm nay có nên mua gói pack gì không? Chúng ta sẽ có một số cái gói pack ở đây. Gói pack này giá 30 đồng. Và con ngon nhất là con Hurst Queen. Gói pack ở dưới chỉ có 20 đồng thôi. Nhưng gói pack phía dưới nó chỉ ra mảnh thôi nhá. Nó không ra... Ôi, ra cả mảnh của Snowflake kìa. Nó ra mảnh của Hurst Broken. Ra mảnh của Lunatic. Đấy, tất cả những thứ có trong này. Mình đang có 5 game à? 5 game thì mua được khoảng tầm 2 gói. Thiếu 5 game là mua sẽ mua được 3 gói. Food nhân 2 đang bán giảm giá đây. Mình phải có nhiều tiền. Mình phải có 150 game. Phải nạp thêm 100 game vào nữa thì mới được khoảng... Cái này 100% là kém ấy. Bình thường có cái 400% cơ. Cái này không là gì cả. Lega Patch có gì không ta? Nemesher vẫn là có patch đi thôi. Lega Patch, Legates này. Cái này cũng sẽ là 20 game này. Và trong này thì nó sẽ chứa mảnh thôi. Ồ, hay. Có hai loại patch khác nhau nha. Một đây, một gói là Legates, một còn gói là một gói gì kia? Gói này là gói Nemesher. Cái này thì nó sẽ có cả cái con đấy vào trong này. Chứ con Heartbroken
và con Lunatic, con Legend này, con cá sấu này. Cái này chỉ có mấy thôi, mấy con Man và một con Sun thôi. Tiếp tục đi đánh thôi nhỉ. Chúng ta sẽ cái gì đây? Con rồng thứ 1000. Cái này cho đánh giá anh em. Bạn muốn chọn tên con của rồng này là gì thì có thể đánh, thì có thể là nhập vào đây và chúng ta sẽ xem là tên nào hay hoặc là tên nào nhiều người chọn ấy, thì sẽ đặt tên cho này. Đẹp nhá. Không biết bao giờ bị được. Legendary đang giảm giá, Heroic 9 ngày, còn 9 ngày sẽ kết thúc. Mình sẽ làm quest tiếp tục anh em ạ. Mình không biết đang có bao nhiêu mảnh đây. Đây, mình còn 9 giờ nữa thôi à. Thế này thì làm sao mà lấy được đủ mảnh đây. Chúng ta được 5 mảnh nữa, còn một cái cuối cùng là 10 mảnh anh em ạ. Phía trên là có 5 mảnh này, 5 mảnh là 10 này, 10 với 10 là 20 này. Còn Heartbroken à, làm sao mà đủ đây. Làm sao mà đủ mảnh đây. Heartbroken đúng không? Cho vào trong cây của sự sống và xem nó summon được không. Đây, Heartbroken thì mới được còn 5 mảnh thôi, còn lâu mới được. Thật sự để mà tiết kiệm ra con đấy thì không phải là đơn giản chút nào cả. Rồi chúng ta sẽ tăng công lên và bắt đầu chiến đấu thôi. Tăng công lên nào. Boost combat lên và chúng ta sẽ có những trận chiến đấu sinh tử ở trong phần là Master Ice Bar ở đây. Sử dụng những con mạnh nhất, bị trừ mất 2 cúp này. Crusher Fire có 2 Reverior và Galaxy Fire. Hôm qua thua sấp mặt. Hy vọng hôm nay sẽ không thua. Hôm qua thua sấp mặt luôn với cái team này. Vì có một cái team level 40 mấy. Đúng, chính xác. Con này thì sao? Con này thì chắc là giết được một phát là giết được thôi. Tiếp tục sẽ là một con level 21. 21 ở hệ vô cực à. Vô cực thì hoàn toàn đánh được và nó chỉ có tầm 16.000 máu thôi. Mình là 48.000 cơ. Đấy, thôi miên. Còn cuối cùng nó cũng khá là khỏe. Ở đây mình sẽ cần phải giảm máu xuống trước đã. Ở chỗ này chắc là giết được luôn này. Không giết được, còn 18.000 nữa kìa. Mình sẽ đổi sang con này nha. Nữ hoàng đá quý 30% đam. Tăng cho hệ băng giá là 30% đam. Tiếp tục. Đấy, xong ngay. Rồi, và chúng ta kiếm thêm được 3 đồng tiền quái vật cũng như là 17 cái cúp nữa. 40, tí thì mình ấn vào là mình tèo đời luôn. 240 nha. Wow. 240 và một con level 20. Z vãi nhờ. Dark Cage, con này thì nó sẽ sợ lửa thôi. Nó chỉ sợ lửa thôi, nhưng mà mình không có hệ lửa trong này. Dùng một game nữa xem nào. Ý chà. Đến cấp độ này có vẻ khó đánh nhỉ. Không hề dễ như trước nữa. Mình sẽ sử dụng một cái team gọi là biên đội cảm tử ở tập tập bao nhiêu thì không biết nhưng mà biên đội cảm tử dùng rất là nhiều lần rồi. Để có thể skip qua những con yếu nhất, những con level, những con C mà mình không thể nâng lên cả. Cứ để đây thôi. Đánh đi thoải mái đi. Cho sẽ x ra ngoài này. Let's go. 35 có 2 Guardian Dragon. Mình có 2 Heroic cơ. Mình có sợ không ta? Nó có con này khắc chế được này. Hơi ngại. Mystic Blizzard. Có mỗi 2 Guardian là khỏe nhất team nó thôi. Chắc là mình sẽ đánh được thôi. Có cấp 35 thôi mà. Theo mình như mình vẫn đánh được. Và chúng ta sẽ chiến đấu luôn. Chiến đấu giết con 2 Guardian là mình có thể thắng được. Nhưng con kia nó khắc hệ mình. Hơi ngại một chút là nó sẽ khắc hệ chúng ta. Bình thường 24.000. Này thì 24.000 này sắp chết rồi. Bình thường có gì đâu. 2 Guardian thì nó chỉ thế thôi. Chúng ta sẽ được cộng thêm 3% đam này. Con này là sẽ khắc hệ mình. Hệ Primer 12.000 thì không ăn thua. Đúng là 12.000 không ăn thua với mình. Độ hiếm là C. Quá yếu. Mình chỉ không có ấy thôi. Mình chỉ không có chiêu khắc chế cái bọn là băng giá thôi. Phải có dung nham, phải có lửa thì mới mặc khắc chế được. Đã kiếm thêm được 3 đồng, thành là 6/20 này. High Snow, Destiny và Iceling. Wow, 39 á. 39 này cho High Snow á. Đánh đấm cái gì? Destiny và Iceling. Dragon, ok. Chúng ta có bao nhiêu thức ăn? Có hơn 200.000 thức ăn thì cái này không đủ. Mình muốn cho con Riveria của mình lên cấp 30 nhưng mà có vẻ như không đủ thức ăn rồi. Phải cần khá là nhiều.
River. Đâu, viết nhầm rồi. Đây đây, 28 hình như nó sẽ cần một miếng thức ăn nữa để nó lên cấp thì phải. Đúng không? Đúng rồi. 29 nhá. 29. Con này khá đẹp. Và chúng ta đổi lại cái dạng đầu nó đi. Đấy, như thế này chứ đẹp này. Bây giờ cho lên level tiếp theo không nhỉ? Không được. Bây giờ vị chi sẽ tầm khoảng mất khoảng bao nhiêu? 960.000 thức ăn nhá. Tầm khoảng 960.000 thức ăn thì nó mới có thể lên được. Có khi tiếp mình trồng hết thức ăn này mà sao 960.000 à? Tầm khoảng 1m đấy. Tầm khoảng 1m nó sẽ lên được nha. Lấy thêm một game. Dĩ nhiên. Đó, lấy thêm một game rồi và mình sẽ tiếp tục chiến đấu ở trong phần Master Ice Bar. Level 29 rồi. Khá ngon. High Snow 39 này. Skip. Skip vội. 33, 30. Wow, 3 Heroic à? 3 Heroic không ăn được. Chắc chắn luôn. Wow, Frozen Beast Dragon. Yeah. Thử skip một game xem nào. Đấy, bên ngay mà chúng ta sẽ có đánh một cái team rất là yếu rồi. Được rồi, mình sẽ có thể tiêu diệt vào team này. 20.000 máu. Chiêu băng không ăn thua với cái bọn này luôn đấy. Chiêu băng không tác dụng. Thôi mình giết con này trước. Nó cũng yếu mà, có gì đâu. 22.000. Con tiếp theo sẽ để cho con kia giết. Chiêu mạnh nhất của chúng ta nó vẫn là chiêu hệ pua thôi. 2k1 dam này. Đã học xong skill về rồi. 18.000. Một hit nữa. Băng giá thì sẽ tầm khoảng là cũng 18.000 thôi. 36.000 à. Mình sẽ dùng cái chiêu này trước. 19 này. Còn một hit nữa là chết. Cái này không bao giờ đánh xịt nhá. Nên rất là lợi. Rất là lợi thế chỗ đấy. Không bao giờ đánh xịt luôn. Thêm được 3.000 vàng. Duck F có 2 Ferric. Chỉ ngại mỗi con 2 Ferric level 40 thôi. Còn hai con kia thì bình thường. Không có gì đấy lắm. 40 nó khỏe lắm ấy. Thôi chúng ta skip đi. Đây rồi, phải thế chứ. Mưu Hoàng Đá Quý phải luyện cho lên cấp độ A luôn bây giờ nha. Cố gắng luyện cho cấp độ A trừ. Chúng ta sẽ chuyển con này sang. Mà cái hay của chỗ này khi mà đổi những con Dragon của mình ấy, thì nó sẽ không bị mất lượt. Nó không giống như kiểu trong Pokemon. Khi đổi con khác sang là bị mất hẳn một lượt luôn. Còn Master Eye Dragon. Đấy, xong ngay. 12/20 rồi. 1, 2, 3. 3 con nữa. Vẫn chưa lên nổi được cái cấp độ B trừ nhỉ. Khá là lâu ta. Đổi. Mà con này thì siêu yếu rồi. Chiêu nào cũng được. Chiêu hệ vô cực đi. Vô cực thì hơi yếu. Nó tầm khoảng 1.700 máu đúng không? 2k6. Ờ không, cũng tầm khoảng 2.100 đấy. Cũng khỏe phết đấy. Phải ngang chạy bùa của mình đấy. Không hề yếu đâu. Chỉ có mỗi chiêu băng giá nó tầm 1.000+ thôi. Yếu. Bánh khâu tầm khoảng 1.300. Và chiêu băng giá tầm khoảng 1.200. Mấy chiêu này học hết rồi. Rồi, cho đánh được tất cả mấy trận ở trong này và kiếm được 15 cái đồng nữa. Trong này thì nó sẽ chứa con gì mới không? Không, vẫn là Glorious thôi. Chenmu Station, con rồng cực kỳ đẹp ấy. Mình đã có rồi. Bây giờ ta sẽ vào trong cái phần đó chính là Liquid nhá. Để tiếp tục chiến đấu lúc này. 1, 2, 3, 4. Con Mega Rayquaza hay để thay cho con kia đi. Con kia đang luyện tập rất là tốt. Nhờ. Ý hay đấy. Không cần quá nhiều primer này đâu. 29 thôi. Địa chỉ đứng sau mỗi Mega Rayquaza thôi. Còn mấy cái bọn kia thì không nói. Nhớ đâu gặp cả team level 40 thì đúng là sấp mặt luôn. Xem nào. Cầu mong là không phải là team level 40. 30, 30 và 30. Nó đều là Heroic cả. Hơi khó chơi nhỉ. Mình có băng giá ở đây. Nhưng cần phải giảm máu xuống trước á. Chiêu này trước này. Phóng phi tiêu ninja 24.000. Tiếp tục bắn và bắn. Và mình sẽ sử dụng băng giá luôn. Đấy, 35.000. Con này thì một hit thì chắc chắn sẽ không thể giết được con này luôn. Đảm bảo. Vì thế ta sẽ... con này thì một hit là chắc là chết rồi ấy. Chưa. Tầm 54.000. 47.000. Và bây giờ thì khắc hệ thôi. Thì nữa thôi. Còn cuối cùng là một con rồng bị xiềng xích có sấm sét.
Mình cũng không sợ lắm. 50.000 cơ. Chiếc đất sẽ tầm khoảng 1.200 đam. Hơi yếu nhỉ. Đúng rồi. Ở 16.000 thì nó sẽ dùng ánh sáng hoặc là cái này. Nhưng thôi không cần. Còn có 3.000 thôi đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang cái này luôn. Dùng cái này luôn, hệ pua luôn. Đấy, thôi miên. Các kiểu. Thêm một trận nữa nhá. Và còn 2 trận nữa trong phần Liquid Butter này. Mình sẽ cố gắng luyện cho đấy lên level B trừ bây giờ. Để anh thử hết mấy trận này xem được không. Savi level 40. Ánh sáng. Đây. Chưa này chưa đã. Còn một hit nữa tầm 15.000 chắc mình sẽ đánh được thôi. Con rồng samurai nó hồi máu à. Ngon. Ngươi chưa có hệ này. Bách khâu thì hơi yếu. 32.000 còn một hit nữa là chết. Có con nào có primer. Có một con có primer nha. Level 40 cả chết nhá. Thế là nên đổi. Nó có một chiêu primer ấy. Con này này. Đúng chính xác. Và nó đều khắc hết. Khắc hệ hết. Bó tay nhỉ. Này khắc hệ này. Còn cuối cùng thì nó không. Con này thì mình bị khắc hệ. Mình khắc hệ ngược lại. Đấy. Ôi không chết nhỉ. Tiếp tục phát thứ hai. Sử dụng những cái viên ngọc kim cương ở trên người. Và kiếm thêm được 4 thức ăn. Cực kỳ ít luôn. Đánh trận cuối cùng cho phần Liquid này anh em. Lên. Phải có rồng 4 đầu. 50.000 máu. Wow wow wow. Con này hơi khó nhằn. Chết luôn à. Kinh vậy. Siêu nhanh luôn. 51.000. Vừa đủ đưa đam để giết kìa. Wow. Con này sẽ là level 29. Đối đầu với level 29. Không. Nó sẽ đối đầu với con này. Con khủng long bọn chúa có chiêu khắc chế. Đấy. Và sau đó sẽ cho cái con kia vào nữa là xong. Đây. Một hit này. Thôi miên 19.000. Rất tốt. Kiếm thêm 400 thức ăn này. Hết rồi đấy. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc mày nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Bye bye.